Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 13 tháng 8 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel sang thăm và làm việc tại Hưng Yên. Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020. Thành tựu nhiệm kỳ 5 năm của Đảng bộ huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trọng thể tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo đạt nhiều kết quả khá toàn diện, vận dụng thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương Tỉnh ủy và của Đảng bộ khối vào tình hình thực tế của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp trên 1.000 đảng viên mới, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Bình quân hàng năm có 99,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ khối đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đại hội cần tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ sau. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể đảm bảo thiết thực hiệu quả, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua thiết bị công nghệ số. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc dự kiến trình ra Đại hội 13 này thì đến năm 2030, Việt Nam của chúng ta trở thành một quốc gia công nghệ số. Vì vậy, trong báo cáo chính trị của tỉnh dự kiến trình ra Đại hội 19 cũng có một nội dung rất quan trọng liên quan tới công nghệ số. Hưng Yên chúng ta có thể chúng ta làm được những cái bước đầu cũng rất lớn, đầu tư khá nhiều về con người, vật lực và cả kinh phí. Nhưng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa. Nếu không áp dụng thì chính Hưng Yên chúng ta tụt hậu ngay so với chính chúng ta và tụt hậu ngay so với các tỉnh thành. Tiên phong đi đầu, các doanh nghiệp cũng tự phải thích ứng với những dây chuyền và công nghệ mới. Chưa kể cách quản trị cũng phải được đổi mới. Các đồng chí lãnh đạo sở ngành, các đồng chí là cán bộ đảng viên ở các sở ngành là thấm nhuần cái này và phải giúp cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh để chúng ta làm thế nào có được một cái nhận thức, cái hành động. Chúng ta có thể thuê và sử dụng những cái nền tảng về kỹ thuật của các cái đơn vị chuyên ngành đón cái kinh tế số. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan và doanh nghiệp, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Ban thường vụ đảng ủy khối, cấp ủy trong các cơ quan sở ngành đoàn thể tỉnh phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan đơn vị, chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cơ quan hành chính, là thước đo kết quả lãnh đạo làm việc, xây dựng và thực hiện các quy tắc văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, rõ trách nhiệm và tăng cường đoàn kết hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy khối và các cấp ủy phải chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc và quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị. Đối với khối doanh nghiệp, Đảng bộ cần triển khai thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khối đối với đồng chí Đỗ Thị Hương, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với ngài Lara Eska, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, làm trưởng đoàn đến thăm làm việc tại Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tiến sĩ bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ngài đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí giới thiệu khái quát về đặc điểm kinh tế văn hóa xã hội và vị trí địa lý, những thế mạnh của Hưng Yên trong phát triển vùng nguyên liệu sản xuất, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và Israel trong thời gian tới tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh Hưng Yên luôn chào đón sự hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Israel và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, như là sự hợp tác đầu tư ở các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa là những thế mạnh của Israel. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Lara Eska cảm ơn sự đón tiếp tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cho đoàn. Ngài đại sứ đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, thời gian tới, Israel có kế hoạch thúc đẩy hợp tác với Hưng Yên ở nhiều lĩnh vực. Do đó, ngài đại sứ và đoàn công tác mong muốn tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư của tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đã làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá cao tinh thần vượt khó của người dân Israel trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hạn hán, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, đạt nhiều thành công trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất, phục vụ đời sống. Trong xu thế khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, Hưng Yên luôn hoan nghênh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Israel đến tìm hiểu đầu tư giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh tiếp cận với công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao, như là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán Israel là cầu nối hỗ trợ tỉnh Hưng Yên trong việc thiết lập các mối quan hệ với các đối tác Israel và quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Tại buổi làm việc, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, Lara Eska, chia sẻ một số kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của Israel. Ngài đại sứ cho biết, Israel có kế hoạch hợp tác với tỉnh ở các lĩnh vực nông nghiệp giáo dục. Trong đó, dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức các cuộc hội thảo trực tuyến về lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, tập huấn cho giáo viên phối hợp đào tạo với một số trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh trên mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hưng Yên, ngài đại sứ và đoàn công tác đã đến thăm công ty cổ phần may Tiên Hưng ở Tiên Lữ, thăm chùa Chuông ở thành phố Hưng Yên, thăm trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, đền Đa Hòa thờ Trừ Đồng Tử Tiên Dung ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Sáng nay, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, tỉnh Sơn La cùng một số cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam 2020. Sự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hội nghị giao thương trực tuyến đầu tiên về sản phẩm nhãn Việt Nam được tổ chức có sự kết nối đồng thời với trên 70 doanh nghiệp nhà nhập khẩu nông sản từ 8 thị trường xuất khẩu nhãn của Việt Nam là Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc tham gia giao dịch trực tuyến với trên 30 nhà vườn hợp tác xã doanh nghiệp nhãn đến từ 8 tỉnh thành của Việt Nam. Trong đó, có Hưng Yên là tỉnh trồng nhãn lớn của Việt Nam với tổng diện tích là 4.600 ha, sản lượng ước đạt trên 50.000 tấn. Là tỉnh có số lượng nhà vườn doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất trong số các doanh nghiệp nhãn Việt Nam góp mặt tại hội nghị. Mục đích của hội nghị lần này là nhằm hỗ trợ các nhà vườn hợp tác xã doanh nghiệp nhãn tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, xuất khẩu nhãn và các sản phẩm từ nhãn ra thị trường quốc tế trên môi trường trực tuyến. Trong điều kiện các địa phương trồng nhãn và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn xúc tiến thương mại với nước ngoài vì dịch COVID-19,
hội nghị có phiên toàn thể và các giao thương kết nối trực tuyến giữa các doanh nghiệp với từng nhà nhập khẩu nhãn tiềm năng theo phân nhóm mặt hàng và thị trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử đã giới thiệu tới hội nghị nguồn gốc nhãn lồng Tiến Vua, vị trí địa lý, thổ nhưỡng và kỹ thuật canh tác để tạo ra sản phẩm nhãn thơm ngon đặc trưng của nhãn Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thương nhân Việt Nam và nước ngoài kết nối với các doanh nghiệp hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh Hưng Yên ký kết nhiều hợp đồng để đưa sản phẩm nhãn lồng và long nhãn Hưng Yên đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Công an thành phố Hưng Yên và Công an thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Công an thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an thành phố Hưng Yên đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với những thành tích và kết quả đạt được, Đảng bộ Công an thành phố nhiều năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng 3, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Dự buổi gặp mặt tại Công an thị xã Mỹ Hào có Đại tá Phạm Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 1999, khi huyện Mỹ Hào được tái lập, lực lượng Công an huyện, nay là Công an thị xã, đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với tiêu chí hành động, tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Các phong trào thi đua khác được thực hiện sôi nổi, toàn lực lượng tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết những phức tạp phát sinh về an ninh trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng, đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Cừ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc đại hội. Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào ban chấp hành, 40 đồng chí vào ban thường vụ huyện ủy. Đồng chí Trần Duy Thái và đồng chí Nguyễn Khả Phúc được bầu giữ chức danh phó bí thư huyện ủy. Bầu 7 đồng chí vào ban kiểm tra huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Khắc Cương được bầu giữ chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại tiến trình sau hơn 20 năm tái lập huyện Tiên Lữ, có thể thấy mỗi nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường đánh dấu sự phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tiên Lữ từ một địa phương có điểm xuất phát thấp đã vươn lên xây dựng nhanh và vững chắc 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Huyện đã huy động được hơn 3.800 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và hơn 170 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chính người dân. Trên thực tiễn trong những năm vừa qua thì xã chủ yếu là lấy sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trong xã và sự đồng thuận của các đoàn thể cùng nhau chung sức, chung lòng, chung tay và góp công, góp của, hiến đất thì chúng ta mới có cái bộ mặt nông thôn mới đẹp như hiện nay. Một trong ba khâu đột phá
mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra, đó là phát triển nông nghiệp theo hướng Việt Gáp gắn với xây dựng mô hình hợp tác xã, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. 5 năm qua, huyện đã chuyển đổi hơn 800 hectare cấy lúa sang trồng cây ăn quả và rau màu công nghệ cao. Huyện có hơn 8 hectare sản xuất theo quy trình Việt Gáp, thành lập 15 hợp tác xã kiểu mới. Thu nhập bình quân 1 hectare canh tác đạt 170 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện và gần 40 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống nhân dân được tăng lên rõ rệt, về phát triển về kinh tế cũng như trong ổn định về chính trị. Nhân dân coi như rất phấn khởi. Đảng ủy này, Ủy ban Mặt trận phát động tất cả các hoạt động phong trào, hầu hết những người dân chúng tôi đều tham gia đóng góp. 5 năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, đảng bộ và nhân dân Tiên Lữ luôn đoàn kết bên nhau vượt qua nhiều thách thức. Với phương châm phát huy tiềm năng và sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, Tiên Lữ đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Để thực hiện hiệu quả các cái chương trình đề án của huyện thì chúng tôi cho rằng là nghị quyết nó phải đúng. Rồi các cái thực hiện của mình là phải minh bạch, công khai, dân chủ. Thì chúng tôi phân công từng ngành một. Ví dụ đề án về chuyển đổi cơ cấu trồng thì dành cho nông nghiệp là cơ quan chủ trì. Rồi cơ quan về đề án về quy hương ước để xây dựng cái văn hóa thì là do phòng văn hóa. Còn đề án về tiểu thủ công nghiệp, về giao thông nông thôn thì giao cho phòng kinh tế hạ tầng. Luôn luôn chúng tôi có kiểm tra đôn đốc và có hàng năm có cái đánh giá kết quả. Tiên Lữ hôm nay đang thay đổi từng ngày, nhất là phát huy lợi thế về giao thông với các tuyến đường quốc lộ, đường nối hai đường cao tốc, tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Bên cạnh đó là tuyến đê tả sông Luộc và hệ thống đường thủy rất thuận lợi cho giao thương đi lại. Chính vì vậy mà việc phát huy những kết quả thành tựu của nhiệm kỳ để đề ra các mục tiêu lớn hơn, dài hạn hơn trong thực hiện quy hoạch vùng Tiên Lữ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên có các lợi thế. Nhưng việc tận dụng được hay không chính là phụ thuộc vào sự năng động, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên và nhân dân Tiên Lữ hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh được thành lập năm 2012 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh. Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành vườn ươm mầm giấc mơ cho bao thế hệ sinh viên. Vừa ra trường, Phạm Quỳnh Trang, cựu sinh viên Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh đã vượt qua thời gian thử thách, trở thành nhân viên chính thức của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Hưng Yên. Ngoài Trang, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh có việc làm ngay luôn đạt trên 90%. Ra trường thì em đã có thể áp dụng ngay những cái kiến thức nhà trường đào tạo mình để ra vào để làm việc vào thực tế, và ngân hàng không mất nhiều thời gian để đào tạo lại em. Thì trong vòng 2 tháng thử việc, em đã có thể hoàn thành những cái công việc mà cán bộ căn hệ khách hàng yêu cầu ạ. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đang đào tạo 7 ngành ở trình độ đại học, đó là kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh doanh quốc tế và hệ thống thông tin quản lý. Nhà trường luôn nhất quán phương châm lấy người học làm trung tâm. Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên, nhà trường đã hợp tác với các doanh nghiệp tham gia khu đào tạo, giảng dạy, nhận sinh viên kiến tập, thực tập, trao học bổng và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tiêu biểu như hợp tác với Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính, Ngân hàng Vietinbank Bắc Hưng Yên, Ngân hàng Bắc Á, Công ty Kiểm toán HDT, Công ty Kiểm toán ASSCO. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, nhà trường đã ký kết nhiều chương trình hợp tác giúp đỡ với Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào về chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác với Đại học Konkan của Thái Lan trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giảng viên thì có thể là cải thiện cái phương pháp giảng dạy của mình, như là tìm hiểu thực tế nhiều hơn để đan xen được nhiều cái kiến thức thực tế giúp các em trong cái việc là hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp của mình. Đấy, rồi là cải thiện cái phương pháp giảng dạy, có thể là thay vì cái giảng dạy truyền thống như trước đây thì có thể là kết hợp thêm cái việc là giảng dạy bằng hỗ trợ của những cái phương tiện công nghệ. Mục tiêu đào tạo nhà trường là đào tạo cử nhân thực hành.
Vì vậy, cái chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế theo hướng thực hành ứng dụng cao. Các môn học được thiết kế bố trí hài hòa giữa lý thuyết với thực tế. Đặc biệt là chúng tôi rất chú trọng đến cái tính thực hành của sinh viên ở các môn học, nhất là những cái môn học chuyên ngành. Song song với công tác đào tạo, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để động viên sinh viên tham gia trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, hiện đại. Giảng đường được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học như máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, wifi. Ký túc xá đầy đủ tiện nghi, phục vụ sinh viên như điều hòa nhiệt độ, bình tắm nóng lạnh, truyền hình cáp, wifi, nhà vệ sinh khép kín, v.v. có khả năng đáp ứng cho 1.500 sinh viên nội trú. Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự tại xã Bãi Sậy. Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Lò Văn Trường, sinh năm 2000, quê quán huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Vũ Hữu Hoàn, sinh năm 1988, quê quán thôn ấp 12, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi về tội danh trộm cắp tài sản. Vụ thứ ba, xét xử bị cáo Nguyễn Vĩ Dũng, sinh năm 1995, quê quán xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, bị truy tố tội danh cố ý gây thương tích người. Tại phiên tòa, bị cáo Lò Văn Trường bị tuyên án 2 năm tù giam, bị cáo Vũ Hữu Hoàn bị phạt 1 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Vĩ Dũng 1 năm tù treo. Tổ công tác công an xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8, tổ công tác công an xã Yên Phú đã bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng chất ma túy tại nhà anh Nguyễn Đức Sơn, trú tại thôn Tân Phú, trong đó thu giữ 2 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 1 túi có chứa tinh thể màu đỏ cùng nhiều vật chứng liên quan. Qua test nhanh, 4 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang xấu đi do bất đồng trong nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc vừa qua đã kêu gọi hai bên cùng nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này và bày tỏ rằng Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Washington bất cứ lúc nào. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành bày tỏ rằng Mỹ và Trung Quốc cần tập trung cao độ, không để bất kỳ thế lực cực đoan nào gây ảnh hưởng, cần để quan hệ song phương đi đúng hướng, ngăn nó diễn biến vượt tầm kiểm soát hoặc đi chệch hướng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, COVID-19, kinh tế, thương mại, vấn đề ma túy, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và an ninh của Trung Đông là những lĩnh vực mà Mỹ, Trung Quốc có thể hợp tác. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau khi hai bên mâu thuẫn về một loạt vấn đề bao gồm Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông và công nghệ và thực hiện những đòn ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết hơn một nửa số cơ sở y tế ở thủ đô Beirut của Liban không thể hoạt động sau vụ nổ kinh hoàng tuần trước làm hơn 171 người thiệt mạng. Đại diện của WHO cho biết sau khi đánh giá 55 cơ sở lâm sàng và trung tâm y tế ở Beirut, WHO nhận định rằng một nửa các cơ sở này không thể hoạt động. Trong số này có 3 bệnh viện lớn. Các bệnh viện ở Beirut hiện đang phải vất vả để tồn tại trong bối cảnh suy giảm nguồn lực tài chính từ cuối năm ngoái. Các bệnh viện thiếu thốn nhiều vật tư do kinh phí chưa được bố trí. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng, khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Và vụ nổ kinh hoàng ở Beirut hồi tuần trước đã làm nhiều bệnh viện bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại. WHO đã kêu gọi 76 triệu đô la Mỹ để viện trợ cho Liban. Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đóng mới một tàu sân bay hạng nhẹ được trang bị tiêm kích tàng hình F-35 trong bối cảnh tình hình tại châu Á-Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp. Kế hoạch đóng tàu sân bay đầu tiên được đưa ra trong kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2021 tới năm 2025 vừa được công bố. Tàu sân bay mới có lượng choán nước khoảng 30.000 tấn, có thể vận chuyển binh sĩ, thiết bị quân sự và có thể triển khai hoạt động máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng. Nó sẽ cho phép quân đội Hàn Quốc ngăn chặn hiệu quả hơn các mối đe dọa và điều lực lượng, thiết bị quân sự đến khu vực tranh chấp. Cuộc đua phát triển vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Nga tuyên bố là quốc gia đầu tiên cấp phép sản xuất loại vaccine này.
Theo thống kê của WHO, tới nay có tổng cộng 165 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được nghiên cứu. Trong đó một số ứng viên đã bước sang giai đoạn 3 với số lượng người tham gia là hàng ngàn người, thậm chí là hàng vạn người. Một số loại vaccine nổi bật như AZD1222 của Anh và Thụy Điển, vaccine của Sinovac Trung Quốc, vaccine của hai hãng BioNTech của Đức và Pfizer của Mỹ cũng đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Trong khi đó, hãng Moderna của Mỹ dự kiến sẽ thử nghiệm vaccine của hãng này trên 30.000 người và kết quả ban đầu sẽ được công bố vào tháng 11 tới. Giới nghiên cứu hy vọng rằng vaccine này có thể được dùng làm phương án chữa cháy cho các nhân viên y tế trong thời gian tìm ra vaccine tốt hơn. Các chuyên gia y tế từng cảnh báo người lớn tuổi nằm trong nhóm nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19, nhưng câu chuyện ở Mexico lại đang cho thấy điều ngược lại. Và đáng ngạc nhiên nhất là một trường hợp một cụ ông 118 tuổi đã vượt qua COVID-19. Thống kê chính thức của Mexico cho thấy có 78 bệnh nhân COVID-19 ở nước này là người từ 100 tuổi trở lên, trong đó có 23 người tử vong. 53 bệnh nhân còn lại đã hồi phục và khỏe mạnh. Tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 trên 100 tuổi ở Mexico lên tới 70%. Đây là một con số rất có ý nghĩa đối với nước này, đặc biệt khi đó là các bệnh nhân cao tuổi. Nhân dịp Ngày Thế giới Bảo tồn Voi 12 tháng 8, với mục đích ngăn chặn các mặt hàng buôn bán trái phép quay trở lại thị trường, chính quyền Singapore vừa tiến hành tiêu hủy 9 tấn ngà voi buôn lậu. Đây là số ngà voi buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay bị tiêu hủy tại quốc gia này. Đây là số lượng ngà voi buôn lậu lớn nhất bị tiêu hủy trong những năm gần đây. Sẽ mất từ 3 tới 5 ngày để nghiền nát tổng cộng 9 tấn ngà voi, trị giá khoảng 13 triệu đô la Mỹ, bị thu giữ trong khoảng thời gian từ năm 2014 tới năm 2019 bằng máy nghiền đá công nghiệp trước khi đem chúng đi tiêu hủy. Ngà voi được đánh giá cao trong y học cổ truyền ở một số nước châu Á, mặc dù trên thực tế không có bằng chứng khoa học nào về lợi ích y học của chúng. Bên cạnh đó, các sản phẩm chế tác từ ngà voi như đồ mỹ nghệ, đồ trang sức cũng được ưa chuộng ở nhiều quốc gia bởi chúng tượng trưng cho địa vị và sự giàu có. Nước Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch quay trở lại mặt trăng sau gần nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh khám phá vệ tinh tự nhiên của trái đất hồi năm 1976 trong thời kỳ Xô Viết. Tàu vũ trụ thăm dò mặt trăng có tên Luna 25 của Nga dự kiến sẽ được phóng lên không trung vào tháng 10 năm 2021. Luna 25 sẽ nghiên cứu thành phần, cấu trúc và tính chất cơ lý của lớp mặt bụi và ngoại quyển plasma xung quanh cực nam của mặt trăng. Đến nay chưa có tàu vũ trụ nào từng đáp xuống khu vực này. Đây cũng là nơi nhiều quốc gia nhắm đến để xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong tương lai. Luna 25 là bước mở đầu cho việc tái kích hoạt chương trình mặt trăng của Nga. Luna 24 từng là thành viên gần đây nhất của loạt tàu vũ trụ Luna đã thực hiện nhiệm vụ từ năm 1976. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính